Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Stone Block. Trong tập trước, chúng ta đã bắt đầu nâng cấp mấy em gà lên 10 10 10 và mình cũng đã có được vài con 10 10 10 bon white chicken trong tập trước và trong thời gian giữa hai tập thì mình đã nâng những con như là sâu sen chicken, cord chicken và con smart chicken lên 10 10 10. Nó cũng rất là nhanh thôi, không có gì khó hết trơn hết á. Và mình sẽ chuẩn bị một vài thứ trước khi chúng ta đi qua khu vực bên kia. Đó chính là làm thêm mấy cái này. Đây là close stone để chuyển nó thành red Và chúng ta sẽ cần phải có 1, 2, 3 ở đây cũng một hai ba chúng ta sẽ có những cái edge để ấp trứng mình sẽ cần thêm ba cái nữa sau đó chúng ta sẽ làm một cái nesting Pen bởi vì mình đọc trong phần bình luận có một bạn nói là mình không cần thiết phải mất công như vậy không có cần phải nhân giống gà lên theo cái kiểu như không phải không cần nâng cấp theo cái kiểu như mình làm mà mình chỉ cần bỏ nó vào nesting pan thôi tự động nó giải quyết những công việc còn lại Nghĩa là chúng ta sẽ để nó vô trọng rồi nó tự chạy gì nó chạy Còn mình làm gì mình làm Nhưng mà như vậy thì có hay hay không? Theo mình nghĩ là không hay Bởi vì mình mất khá nhiều thời gian để phải chờ nó lên 10 10 10 Nữa rồi, nữa rồi Thiệt tình Bấm một cái đi luôn Chúng ta sẽ có bốn cái printer rồi và mình sẽ có... Đây là Root Collector để chúng ta nuôi gà ở phía bên ngoài. Còn nếu chúng ta làm thêm mấy cái Root này đi ha. Chúng ta sẽ có được 16 cái Root. Và có rất nhiều hộp giống. Đi qua bên kia thử coi. Bên kia có con gì mới không nào? Có con gà. Đi lang thang trong sân có con gà. Có con gà. Và trong này cũng không có gì mới hết trơn hết á. Chắc là phải dọn bớt một vài em đi để cho nó ra những cái con bò đặc biệt bây giờ mình sẽ để cái nesting pan uh -oh, có một thái mà chúng ta rồi xong luôn yay yeah. hay quá vỗ tay Thế là tình chúng ta lấy cục kim cương ra làm lại cái uh, nó coi cái cây nó kêu là cái pick gì vậy Uh -huh. công thức của nó là sử dụng cái obsidian này nè lấy con bon chỉ cần xuống thiệt là khổ bây giờ chúng ta cần phải có một cái hopper mình sẽ làm không có sắt ở đây nữa chứ mình sẽ làm một cái hopper ta sẽ cần khá nhiều hopper đó chứ không phải là một cái không đâu mình sẽ làm thêm những cái crate công thức của cái cray chà cái hộp giống vô cất cái này vô đâu cần thiết phải cầm theo làm gì và ta cầm trứng để trống luôn đi chưa cần cầm trứng theo đâu chúng ta sẽ làm mấy cái cray một hai ba bốn chúng ta sẽ có công thức chess như thế này để làm một đống chess quá chừng chết luôn nhưng mà không có gỗ hay quá làm cho nhiều rồi không có gỗ cũng như không thôi để mình cất mấy thứ này vô một cái để chúng ta làm những cái cray một cái coi và chắc làm thêm hopper luôn đi ha Làm một đống hopper ra luôn được rồi đó bây giờ chúng ta đi qua bên kia chúng ta chạy qua cho nó nhanh mình sẽ để cái nesting pan này ở ngay tại đây đi chúng ta chặt cái này ra một cái và nesting pen thì tất nhiên phải có hopper phía bên dưới chúng ta biết rồi ha và để ở đây rồi con gà nào bây giờ à, con gà này là không không e một 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 chứ không có không không thì con gà này chúng ta cũng đâu có sử dụng được cái gì mình sẽ lấy một quyển sách có cuốn sách ở đây không có luôn mình biến nó thành smart chicken nha và lấy cây gõ đầu nó nó đang là một 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 bỏ ở trong này nesting pen inventory và ấy bấm lộn chúng ta sẽ bỏ em gà ấy quên em gà này phải sử dụng cây uh, cây net đâu rồi có cái uh, cái animal net đứng lại cưng gì chạy dữ rồi chạy ghê vậy đó Khi này nó sẽ nằm phía bên trên đó Và ta có thể biết được những cái thông số của nó Giờ hãy coi thử Từ đây đến cuối tập ngày hôm nay Nó có lên 10, 10, 10 hay không nha Thì tới đến cuối tập thì ít nhất cũng phải là Tiếng ghê à Tiếng ngon la mà Chắc cũng phải ít nhất là ồ uh -oh, mạnh tài quá Chắc cũng phải ít nhất là 30 phút mình nói là ít nhất nha các bạn có thể nhiều hơn đó giờ để mình xoay nó lại phía bên này đi tại vì mình nhìn phía bên đó mình thấy khó chịu quá mình cũng chặt cái này ra luôn và con gà nó sẽ bay ra đây chúng ta hãy lấy lại cái nesting pan ta sẽ bỏ nó vào trống rồi lên 10 10 10 đi nha cưng và công việc kế tiếp sẽ là có mấy cái printer ở đây và bên này chúng ta sẽ có tiếng gì ạ? Tưởng có con quái nào chứ, không phải. Chúng ta sẽ có cái crate Storage crate sẽ nằm ở đâu đó quanh đây. Mình qua đây là bởi vì khu vực này nó rộng rãi hơn cái khu vực bên kia. Nhưng mà qua đây xong cảm thấy nó hơi dở dở một chút bởi vì tụi này nó kêu nhiều quá đi ra đi ra đi ra chỗ khác chơi để ở đây người ta làm gì coi chúng ta sẽ có ở đây là cái roost nói chung là những cái roost sẽ đặt ở phía trên và chúng ta có 16 con bon White Chicken trong này mình có 16 con smart chicken, 16 con nether Cod và 16 con sâu sen Với lại dư một vài con để chúng ta có thể lai like tạo những cái giống loài mới Ta sẽ bỏ vào trong này là 16 con Hồi tập trước mình nói là mình dự định bỏ 64 con là chúng ta sẽ bỏ nhiều cái rút hơn Nhưng mà mình thấy là 16 con này đẻ cũng ghê lắm đó các bạn Đừng có khinh thường nó Nó đẻ cũng rất là kinh khủng luôn á Chứ không phải là nó chậm đâu Cho nên chúng ta để nhiều thì nó đẻ còn dữ nữa Giờ tạm thời chúng ta sẽ sử dụng như vậy trước Chúng ta chắc phải chặt cái này ra quá à Giờ chúng ta sẽ có hopper vô đây Bỏ trong này là sâu sen chicken Tiếp tục Còn cái cray nữa không? Ủa, làm có ba cái cray vậy? Ở đây ồn ào quá Chắc xử lý Không có cho kêu nữa Nghe mệt quá à. Rồi bye bye nha mấy đứa Đó Trong này sẽ có sâu sen Thì con này để sâu sen thôi chứ không có để gì khác đâu Đây và mới chút xíu Nó lắp cái này nhanh lắm Ví dụ như nó chạy hết á Thì nó cũng không có bị sao hết trơn hết á Nó cứ lắp đầy trong này thôi Và con này lên 111 chưa? Chưa Còn lâu lắm Giờ chúng ta hãy lấy cái mớ hột giống xuống Bỏ vô đây, bỏ vô đây, bỏ vô đây và bỏ vô đây Sau đó ta chạy về bên kia Để bên này cũng được Nhưng mà mình muốn đem ở bên kia thôi Enderman nè Kệ nó Chúng ta sẽ làm một vài con gà Ví dụ như Cravo Chicken Nó là kiểu gì Flint Chicken Có cần phải có Flint hay không nó Không phải là Cravo Chicken Mà là Flint Chicken Cold Chicken Đó, Nó sẽ kết hợp Đây là Lock Chicken Lock Chicken là từ công thức này Chúng ta lấy thêm Lock Vậy là bạn sẽ cần phải có trứng. Trứng đầu chúng ta chỉ có 5 quả trứng thôi, ghê thiệt. Chicken. Những cái màu ở trên thì không nói, chúng ta sẽ có đây là chicken nostal thì cái này không có làm được, nó sẽ để ra một cái bánh. Rồi mình có được con gì trước đây, chúng ta sẽ có lock chicken. Rồi sen chicken ha. Sen chicken đây sen đây và hai trứng làm sen chicken có cần làm flint chicken hay không thì trong lúc này chúng ta làm thêm mấy cái cray luôn đi bốn cái pan cray nè cất chồng rồi giờ có một cái trứng từ từ tính tiếp khu vực bên này nó sẽ rộng rãi cho nên chúng ta nuôi ở bên này luôn con này vẫn là một để được gì rồi chicken manure với feather này nọ thôi trong này cũng không có gì đâu còn bên đây đẻ thì ghê lắm tiếp tục nào ta sẽ có ở đây đó nó sẽ chạy vô trong này là sâu sen con này bên này sẽ là con smart chicken con smart này hình như không có like được với con gì hết trơn hết á hãy kiểm tra lại coi smart chicken nó có like được với con gì không không có con này chỉ có việc là đẻ trứng thôi nha các bạn nếu bạn nuôi trong nesting pen nó sẽ đẻ ra được nhiều thứ khác nữa ví dụ như là feather chicken manure rồi edge thông thường nhưng mà mình không cần những thứ đó giờ chúng ta hãy coi thử coi con court chicken nó có đẻ ra cái trứng của nó hay không đây là cod in rich iron và con cod chicken đâu nether cod chicken nether cod chicken nó để ra cái trứng thông thường chứ không phải là cái trứng của cái giống loài nữa nha thì ta vẫn chưa thấy gì đây à, 322 ba hai hai đây như vậy nó đã đẻ ra một cái trứng là 322 Vậy bạn thấy cái việc ngồi chờ ở đây khoảng 6 phút hồi nãy là thấy 6 phút để nó để ra một cái trứng như vậy nhanh hơn hay là chúng ta sử dụng cái breeder nó nhanh hơn thắp sáng lên thôi và bốn cái add net để mình có thể bỏ vô Not hatching Ủa? tại sao không bỏ vô up được cái này phải nâng lên hả ta đâu có nhớ là phải nâng lên đâu ta nhớ là chỉ bỏ vô thôi mà ủa sao kỳ vậy à bậy quá cái này quăng xuống là ra con gà rồi <laughs> quên mất điều đó <laughs> chúng ta đâu có cần phải để áp đâu ấp à, là ấp mấy cái con kia kìa Rồi chúng ta sẽ ấp những cái trứng mà làm từ những cái con làm ra những cái con mà ra màu á. trời tự nhiên quên mất cái chuyện đó ấp tầm bậy Đâu có đúng. Vậy là chúng ta sẽ cần phải ấp cái trứng này ra. Giờ cái trứng này mới ấp nè, còn cái trứng đó thì không ấp. Thôi trong này nếu bạn vậy thì mình đổi ra cái con flint chicken đi ha. Chúng ta làm con flint chicken từ trong đó đi. Tại vì làm con smart mình cũng đã có rồi Chúng ta làm flint chicken Mà flint thì ở đây nhiều lắm Không có thiếu Flint chicken là một con thôi Cái con này thì cũng không có cần thiết cho lắm Giờ coi thử có gì Lava chicken, water chicken Lapis lazuli Blue slam Nhiều lắm, cái gì cũng có hết nha các bạn Cyan blit rod cái nào chúng ta có công thức chế tạo á còn mấy con mà lai like tạo thì không nói bon white lava chicken đâu đây là redstone redstone crystal nether work chicken từ coca bean chicken coca bean chicken là từ red và green nó đi theo màu thấy ghê chưa và còn gì nữa à, con black chicken đâu ta magma cream chicken Ghê thì cái gì nó cũng có hết And the pearl chicken Chúng ta cần có diamond chicken sớm sớm Thì cần có class chicken Class chicken là đi từ đây hả? Ờ uh ờ -oh. là cod và red tone, red tone đi từ đây Nghe thấy sợ chưa? Và cần có red chicken Red chicken thì cần có thuốc nhuộm thôi Để mình coi thử coi lava thì sao đâu rồi hồi xưa nhớ có con lava chicken nè nó lại đi từ nether core và Cold chicken Cold chicken đi từ đây lên flint và Star. ở uh -oh. có water chicken không có chưa có luôn nhưng mà lại từ từ đây tiếp snowball từ lapis và lock gunpowder sand và flint thì chúng ta có thể thấy được là nó có những cái loại cơ bản bắt buộc chúng ta phải đi từ cơ bản lên tới phức tạp càng lên XP Chicken Vậy mình sẽ cần phải có cơ bản đúng không? Mà cơ bản thì cần phải có thuốc nhuộm Chúng ta có Cactus Green Thôi giờ để qua bên kia xử lý cái vụ con kia trước đi ha Cái kia tính làm sao Rồi xong vui quá Tôi sẽ không có xài cái này nữa đâu Nhìn thấy mà khó chịu thiệt bấm một cái hả Thật là đau đớn bây giờ muốn đem nó ra thì phải lấy cái gì lấy cái này lấy cái này rồi ta bỏ cái này xuống bỏ con này xuống chụp con này lên xíu phải chuột bỏ nó lên và em này bye bye ta sẽ lấy cái cây gõ đầu này cái xong mình sẽ tạm thời cất nó vào trong này luôn phải là chúng ta sẽ chưa có được cái gì ở đây cả và chúng ta có acceleration one. Ta có thể bấm. Làm như vậy nhanh hơn hay kiểu kia nhanh hơn? Coi thử coi cái nào sẽ nhanh hơn. Và chúng ta sẽ có được một con nhiều đây. Đó, 333. Từ 111 lên 333 cũng khá, đúng không? Và trong này chúng ta sẽ bỏ hết đi. Trong này là con mới nha Bây giờ chỗ này đẻ ghê chưa Các bạn thấy ghê chưa Con Flint Chicken Đã đẻ đợt đầu tiên Chúng ta có được 2, 3, 3 Vậy bao lâu nó sẽ đẻ ra 10, 10, 10 Mình cũng muốn chờ coi thử Bên dưới này Chúng ta cũng gần xong rồi kìa Thì bên dưới này mình cũng đã có những cái con được nâng cấp Chúng ta cứ vậy mà nâng cấp lên thôi Nếu bạn không có gì gấp Thì cứ từ từ còn nếu gấp thì xài tăng tốc. Và các bạn hỏi sao mình không xài cái tăng tốc này mà cái loại uh, xài kinh nghiệm. Thì lần này nó lại không chơi kinh nghiệm mà nó lại chơi theo cái điện năng. Thì không biết là nó có hút kinh nghiệm hay không, chúng ta hãy thử. Đó, chúng ta đang có được một con nữa kìa, Đây là Logic Chicken. Những con này mình sẽ bỏ tạm ở trong đây. Nó để ra Flynn rồi kìa. Đó, chúng ta sẽ thử coi. Khi mình hết điện năng nó có tăng tốc hay không Không tăng tốc Đôi khi nó lại sử dụng kinh nghiệm Đôi khi nó lại sử dụng Cái phần Năng lượng Chắc là do chỉnh trong config á Nghi ngờ Mà không có gì gấp thì cũng không sao cả Sau khi đã có cái trứng này rồi Thì chúng ta phải ấp Theo đúng như cái hatchery mong muốn Từ đây đẻ ra phải đem qua ấp Mà mình thì không muốn ấp mình cứ để nó coi thử coi nó lên 10 10 10 không. Bây giờ chúng ta sẽ chạy về bên kia một cái. Mình cần làm thêm một vài em chicken nữa. Nó sẽ là những con về những cái màu sắc thông thường. Có bạn nói thì mình đừng nên làm mấy cái màu sắc thông thường nó làm gì phí thời gian không cần thiết. Nhưng mà rất tiếc không muốn bạn cũng phải làm. Tại vì những cái con đó sẽ để lai tạo những cái con cao cấp hơn. Như chúng ta đã thấy thì nó sẽ có Lapis, là Julie, rồi gì đó này nọ. Thì những cái đó nó lại cần phải có những cái con thông thường Bởi vậy bắt buộc Không muốn cũng phải có Nhưng mà nó có nhiều thứ giúp chúng ta nhanh hơn trong công việc Thì tại sao lại không làm gà Mà làm gà nó thú vị hơn làm công nghệ nhiều Đây là một cái gì đó nó rất là Hòa wow, hợp với lại thiên nhiên Không có khói bụi công nghiệp trong này Đúng không? Chicken thì gà trước đi rồi bò tính sau ha giờ trước mắt là làm gà giờ chúng ta sẽ cần phải có 16 cái lapis đây là 16 cái lapis là zuli uh -oh, lấy xong bỏ trọng bỏ làm gì vậy chúng ta sẽ có được hai em red chicken ê lộn lapis chicken tự nhiên red chicken gì ở đây Và mình cần phải có bông poppy bông poppy này nhân lên nhiều bằng cách nào để coi thử coi pulverizer được 4 nếu chúng ta bỏ lên trên này được có một à bởi vậy mới phải sử dụng pulverizer đây pulverize nó ra một cái để chúng ta được nhiều nhiều chút xíu và ngay tại đây thì mình đã sử dụng cái đây là crow crystal tier 2 cho nó sướng tội gì phải xài cái nước làm gì và được có một con thôi suy nghĩ một con này nếu chúng ta muốn nhân ra thì cũng không khó nhưng mà chúng ta làm kiểu này cũng được không sao cả đây là red chicken và mình cần có floral fertilizer đây là công thức của nó uh -oh. floral fertilizer chết tôi rồi giờ tôi mới nhìn thấy điều đó <laughs> <laughs> ngậm ngồi, tại vì uh, ta có thể sử dụng màu của botania mấy cái floral á cho nên uh, chúng ta có thể lấy những cái uh, đơn giản nhất để làm được những con gà cái vanilla thì chúng ta sẽ phải phối màu nhiều còn ở bên uh, botania thì chúng ta không cần phải lo đến chuyện phối màu chúng ta sẽ có được bông rose Red có được hai bông nữa này nè là một vài cái hộp giống khác đây mình sẽ ấp con kia đây chúng ta sẽ ấp con red tại vì mình dự định ấp một con xong rồi mình sẽ bỏ vào ở trong cái nesting pan này để ấp tiếp và nó vẫn là hai hai ba hy vọng nó lên 10, mười mười đi ha Chắc nó không lên nổi 10 10 10 đâu. Trừ phi ý bạn nó nói là nó đẻ ra xong rồi chúng ta sẽ lấy cái con đó để bỏ ngược lên lại cho nó tiếp tục nó lai giống. Vậy là ta sẽ có cái bông này bỏ vô sông này nha. Phải vậy chứ. Tăng tốc lên cái coi. Cho nó nhanh. Tăng tốc lên chúng ta sẽ bấm vậy cho nó nhanh và nhanh thì cũng hao điện hơn đó là điều hiển nhiên rồi chúng ta sẽ có floral fertilizer công thức bên dưới được có bốn cái thôi à ghê thiệt hy vọng là sẽ được cái bông màu đỏ của botania botania thì sẽ rẻ hơn mấy cái lá đó nó nghiền ra nó cũng dễ Chắc có ngại bấm thêm quá. Uh -oh. Xui quá vậy. The sky is beginning. Bông màu đen, bông màu vàng. Bông đỏ kìa. Xanh. Ta cần có cái flower pouch. Có cái bông đỏ mà chưa lụm được. Có bông màu đen nữa nè. Giờ flower chúng ta sẽ lụm lên đây Con này chưa có gì Chứ bên này là đẻ Thấy ghê rồi đó Các bạn thấy đã không Tội gì mà phải hành xác với những cái công nghệ làm gì Làm hệ thống máy cấp phát điện Rồi gì gì đó tùm lum lắm Chúng ta coi thử coi flower pouch Công thức của nó như thế nào Cần có một cái lá và wool Ờ, một cái lá thì chúng ta có thể chuyển sang công thức này có cái gì nhiều nhiều chút không sử dụng để chuyển lá chúng ta đã có hai cái lá và mình cần phải có chỉ để chuyển thành wool sau đó coi thử coi nó cho mình làm không nha nó không cho mình làm mới vui á đây hình ghê nó cho mình làm món này rồi, rồi chúng ta sẽ dục ra những cái bông dục ra để chúng ta bỏ vào cái flower power này hết bỏ vô nó sẽ tự động lụm bông của Bothania bỏ vô đây nha các bạn chúng ta không có cần phải lo nữa Giờ cất những thứ này vào đây có cuốn sách cuốn sách chắc cho vô đây đi rồi đó bên này tình hình vẫn ổn mọi thứ vẫn ok chúng ta có Inferium chiếc cạnh thì nó sẽ hay ha phải chúng ta có inferior Chicken hay là Prosperity Shark Chicken Lúc đó chúng ta nâng cấp lên tới Supreme Essence luôn cũng được nữa À, có powder Chicken Để coi thử coi powder Chicken Công thức của nó à, không có chơi được powder đâu Mở đi! Mortar and Pestle Chúng ta sẽ cần phải có cái này, Pestle and Mortar cái nào cũng vậy Chúng ta có cái bô chưa Chưa có cái bô Phải làm cái bô Cái bô công thức này đúng không Không sai rồi Bô công thức sao rồi quên rồi Công thức này Và cần phải có Cây stick Không lẽ chúng ta đã xài hết stick rồi sao Đúng thiệt là như vậy Bang nó đây Đây là của Botania nha bà con chúng ta có thể nghiền ra được những thứ chúng ta cần đây là cái màu vàng còn màu đỏ chúng ta sẽ cần phải có những cái fertilizer khi đã có được lá của bộ thì chúng ta sẽ có công thức ở trên nó dễ hơn nha ở đây chúng ta sẽ có bốn cái lá bốn cái chúng ta nghiền ra trở thành công thức này công thức này thì được floral nữa Bấm công thức floral. Hết bon meal. Ủa, bone meal mới có đây mà. Cái này thì được mấy cái đây? Một cái thôi sao? Hơi bị căng đó. Trong này cũng kiếm được floral fertilizer. uncommon loot bag. Hmm. Suy nghĩ, suy nghĩ. Tại vì nó hơi ít. Cho nên mình sẽ gặp nhiều sự khó khăn đó chúng ta cũng có khá ít bông chứ không phải là có quá chừng bông và chỗ này vẫn chưa xong ồ oh, dưới này nó đã lên tới đây rồi đó hả ghê thiệt mấy con này là năm bốn bốn và con này mình sẽ cho qua đây trong này có được hai hai ba hai hai ba đúng rồi trong này là lock chicken năm sáu ba biết đâu để lâu hơn nó sẽ lên tới cấp độ cao hơn nữa thì sao đúng không? Thôi, lấy xuống. Không có lên vậy được. Và lock chicken cho em chồng. Mấy con này vẫn chưa up xong. Ở bên đây thì thật là đã. Chúng ta khổ cực một chút xíu thôi à. Giờ chúng ta phải coi đến cái chuyện này. Cái này thì gà nó có đẻ nữa hả? Có con yellow chicken. À, oh. yellow chicken là cho ra cái màu này. và con red chicken sẽ cho ra cái màu này. Vậy thôi mình ưu tiên làm hai con đó trước đi ha. Mình sẽ lấy cái crafting station còn sót lại ở đâu đây? Không có. Không có thì chúng ta làm một cái crafting station thôi. Chúng ta sẽ để trứng vô đây. Một dòng áp xuống và hai dòng áp xuống bỏ vô trọng cái này uh, sắp rồi trong này mình sẽ để tạm những con này với tình hình này mà kiếm mấy cái màu khác kiểu đó thì hơi phê cho nên chắc là phải có cái con 10 10 10 của hai món này đi lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu Bothania nó dễ dàng lắm trong này thì không có gì liên quan tới Bothania đúng không không có phần thành tựu nào liên quan đến Bothania À và các bạn nói mình nên sử dụng solar panel đi là vừa sản xuất điện năng cho nó giữ Đúng rồi solar panel ghê lắm Mấy cái này là đồ xịn mà Sản xuất được tới gì đó 64.000 FE per tick luôn À không 8.000 FE per tick luôn Nhưng mà từ đây lên trển Phải đào lên 255 block Mới đặt được một cái solar panel Xong rồi kéo điện xuống nữa Hơi bị kỳ công đó Cho nên chúng ta sẽ không làm công việc đó chúng ta sẽ làm như thế này đây là lock chicken và con này là 666 rồi nè chúng ta đổi qua bình thường thôi rồi và phía trên đã nở sao em này nở nhanh vậy em này chưa kịp nở nữa là sao lấy cây gõ đầu nó một cái và con gà này đã lớn <laughs> ghê thiệt tự nhiên con gà nó lớn lên hay thiệt luôn á gõ nó một cái Gõ nó cái Ủa đâu rồi à, Giật cả mình Red chicken đã lớn Yay! Yeah! Và có thêm trứng chưa vậy Hai phút nữa hả Để suy nghĩ coi chúng ta có nên Chờ nó hay không Hay là chúng ta cứ sử dụng nó luôn cho rồi Tại vì mình nghĩ nó không thể nào mà đẻ thêm được con nào xịn hơn vậy được nữa đâu Cho nên ừ. chắc thôi đi mình sẽ bắt nó và bỏ nó vào trong này 2 phút để đi nha. Còn con Flin chicken này chúng ta sẽ áp một con Flin chicken ở đây. Mình vừa bỏ thêm một con flint chicken nữa vào đây áp để có được một cái con cao cấp hơn và nãy giờ chúng ta cũng đã nâng cấp được khá khá hai em này lên rồi. Trong này sẽ là Sen và Lock. Bên này thì chưa đâu. Trên này mình sẽ tăng tốc cho nó một cái. Để chúng ta giảm cái thời gian xuống. Bên nào ơi, có gì đó vừa xong. À đây, nó vừa đẻ một cái 332. Cũng ngon. Và chưa có trứng, chưa có chỗ. Giờ chắc là phải cái này không kích thích tăng trưởng được hả? Được không? Có bộ hao tổn công lực hơi bị dữ nhưng mà nó không tăng trưởng được gì hết trơn hết á. Không si nhê. Bên đây nếu chúng ta giảm thời gian xuống cái nữa, coi trời coi Mười mấy giây Và chờ chút xíu 15 giây sao đếm lâu vậy Đây là chín, chín, tám Có cái gì đó Cái này Và bên này, mười, mười, chín rồi kìa Và mười, chín Chín, mười, ôi Sao khó chọn lửa vậy Cái nào không phải có sự hy sinh là sao Rồi và nó không đẻ ra cái gì cả. Không có trứng. Mình cần có trứng. Mình muốn tăng tốc chỗ này lên nhưng mà không được, nó không chịu. Ôi, nó phải đẻ nhanh nhanh một chút. Để chúng ta ấp cái này ra cho xuống cái buồn bên dưới này. Vậy là chúng ta sẽ cần phải có thêm chicken breeder rồi đó. cái là những con gà rất rất là cơ bản để có thể có được những con gà cao cấp hơn. Class chicken hình như hồi nãy nó lại cần phải có con chiếc cần lại cao cấp gì đó Demon Metal Moonstone có những thứ của extra util luôn nè các bạn thấy đã không Redstone à, bên này đã lên 998 bên này cũng là 998 này sẽ là 10 10 10 chăng 10 10 10 Yellow chiếc kìa gõ đầu nó bỏ nó vô trong này liền con này 82 chúng ta sẽ ấp cái trứng này ra còn em này thì chắc đi xuống nghỉ ngơi đi ha đừng có làm việc mệt mỏi như vậy nữa nghỉ ngơi đi còn cái gì cần phải để lên trển nữa không chiếc cần printer đó thấy chắc ít xài á xài mấy này nhiều hơn nè ta sẽ có con màu vàng ở đây giờ con màu vàng lai với con màu đỏ ra được con gì không Chúng ta hãy coi thử coi Red Chicken Nó sẽ ra con màu cam chăng Kiểm tra Đây là vàng với đỏ ra cam Đó là điều hiển nhiên Vậy chúng ta cho nó ra con màu cam chơi coi Chúng ta sẽ có một con Orange Chicken Trong thời gian chờ đợi Con Yellow Chicken ở trên Và 10, 10, 10 10, 10 19 ta sẽ cần phải cho nó lai ra thêm 16 cặp nữa, 16 con nữa, 10, 10, 10. Tại vì 16 con sẽ bỏ vô trong cái phần roost và bên đây đang tăng tốc cho chỗ này. Chỗ này tăng tốc lên chúng ta sẽ có được một con orange hay là một con yellow với lại con red đây. Tỷ lệ có phải là 100% hay không? Biết mà. Dễ gì? nó không phải là trăm phần trăm được luôn một cái con đó nha các bạn ra đây cưng ta còn trứng gì để ấp nữa không không còn trứng gì để ấp nữa đúng không flin chicken vậy là được rồi quá ngon lành vậy là trong thời gian giữa hai tập mình sẽ tiếp tục nâng cấp những em gà này lên 10-10-10 mười, mười, mười. Chuẩn bị thêm những cái roost Rồi những cái Cray để chứa đồ mà tụi nó đẻ ra Đồng thời mình cũng sẽ cố gắng lai tạo cho xong những cái con gà Màu thông thường Ví dụ như là 16 cái màu cơ bản á đó. đó là những thứ đó chúng ta sẽ cố gắng coi thẳng luôn Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp Bye bye